Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Một ngày mới an lành. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 2018. Con đang ở tại tháp chuông của chùa Giác Ngộ. Đây là mỗi ngày một mỗi chuyện thiền. Hôm nay con đến với quý vị một mỗi chuyện mang nội dung mà tất cả chúng ta cũng đều quan tâm, đó là giàu và nghèo. Kính xin chư vị lắng nghe nhé. Vị thiền sư khá là nổi tiếng nọ sống ở trên núi sâu, một mình một cõi với một cái thất. Hôm đó bận bịu Phật sự về hơi khuya, ở trên cao vầng trăng sáng vằng vặc rọi xuống thất thì thấy một cái bóng người lom khom trong đó. Vị thiền sư tiến gần đến thất và biết đó là một tên ăn trộm, cố tình tạo ra tiếng động dưới bước chân. Tên ăn trộm sợ hãi hốt hoảng chạy ra ngoài thì chạm mặt về thiền sư một cách từ ái. Vị thiền sư từ tốn đáp: "Này anh, tôi biết anh đường xa lên đây, mà nhà tôi trong thất chả có gì để lấy, đúng không nào? Nếu mà đường xa đi về không có gì thì cũng khó coi lắm. Nói thật là tôi chỉ còn bộ đồ dính thân, cái y này. Hãy lấy đó như là món quà của tôi tặng anh để mang về dưới." Hết sợ hãi đã đành, nhưng cũng thật sự là khó hiểu được hành động của vị thiền sư. Một cách chân hững, nhận cho xong rồi chạy tốt. Vị thiền sư nhìn lên vầng trăng đang sáng và thốt thành lời: "Ôi ước gì tôi có thể tặng vầng trăng này cho anh." Câu chuyện kết thúc ở đó. Và đây là cảm nhận của con. Vị thiền sư nọ thật sự trong thất không có gì để mất, cho nên tên ăn trộm vào không có gì để lấy. Nhưng người ăn trộm đã không biết được điều đó, vẫn có một kẻ còn nghèo hơn ta. Và vị thiền sư muốn thể hiện điều đó cho tên ăn trộm thức tỉnh rằng có một người nghèo hơn anh mà vẫn hạnh phúc đấy, không cần giàu mới hạnh phúc đâu. Đó là cởi cái bộ đồ, cái thứ tài sản cuối cùng để trao tặng, muốn nói rằng anh có đồ tôi không có, tức là anh vẫn giàu hơn tôi, nhưng anh vẫn đau khổ là sao? Hãy học cái hạnh phúc mà tôi có. Anh ấy vẫn không hiểu được cái thông điệp ấy và vẫn nhận bộ đồ và mang đi. Lòng tham vẫn đầy dẫy, mắt đã mờ không thấy được cái đẹp, cái tình thương mà vị thiền sư muốn trao gửi. Vị thiền sư không có gì hết, từ bên ngoài kia cho đến một cái áo dính thân vỏn vẹn trọn lõn dưới vầng trăng vằn vặc. Điều đó nói lên được điều gì? Nói lên rằng ngài không còn một cái gì để sở hữu, ngài không có một cái gì cả. Chính vì vậy ngài không có một cái gì để phải lo lắng sợ hãi, không có một cái gì để phải nắm giữ và dính mắt. Cho nên ngài có tất cả. Ngài có cả thiên hà đại địa, ngài có cả sông nước mây trời, ngài có cả vầng trăng vằng vặc, ngài có cả sự sống, ngài có cả cái đẹp của vũ trụ và thế gian, ngài có cả một tấm lòng bao dung, một tình thương rộng lớn, đã không có bực bội với người ăn trộm mà còn tha thứ bao dung, mà vì lòng từ bi muốn hóa độ nữa. Cái tài sản tuyệt vời của một bậc thánh là tình thương và tỉnh thức, là cái thứ tài sản đẹp nhất của loài người mà chúng ta có thể có. Ngài muốn gửi cái tài sản đó bằng cách nói rằng: "Ta ước gì có thể trao vầng trăng ấy cho anh. Ta ước gì có thể trao cái tài sản mà ta có trong lòng, là cái tự tánh, là cái thương yêu, là cái tỉnh thức này cho anh. Anh không nhận được thật là uổng thay. Cũng là một kiếp người như ta vậy." Đó là cái thông điệp mà cái câu chuyện muốn kể. Giống như Đức Thế Tôn ngày xưa, như là một thái tử, ngài có tất cả những gì mà thế gian mong đợi: cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, cao lương mỹ vị, người hầu kẻ hạ, cung tần mỹ nữ sớm hầu chiều hạ như vậy. Nhưng mà ngài vẫn là một kẻ cô đơn giữa đám đông đến tận cùng. Cho đến khi ngài từ bỏ hết những thứ đó
để đầu trần chân đất, nay đây mai đó, khất thực của đàn na tín thí là một kẻ sinh năng. Vậy mà Ngài có một cái thứ, đó là hạnh phúc nhất, mà cái thứ mà hiếm có người thế gian nào trên đời này có. Chuyện lạ thôi. Như vậy, cái mà chúng ta có thể thực tập ở đây, đó là vầng trăng kia tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho tánh giác, tượng trưng cho sự có mặt ở đây và bây giờ. Khi vầng trăng lấy sáng thì mọi thứ ở bên dưới được rọi sáng rất kỹ, và ta không thể đếm hết từng hình hài tướng trạng của muôn vật như là sự sáng tạo của vũ trụ bất tận này. Ta đâu có thể đếm hết từng ngọn cỏ, ta đâu có thể đếm hết muôn hình vạn tướng của mọi chúng sinh ở trên đời này. Vầng trăng ấy thấy hết. Vầng trăng ấy là cái sự sáng biết, là cái sự hiểu rõ, là cái sự tỉnh thức, là cái sự chánh niệm ở đây và bây giờ. Khi ta ở đây và bây giờ, ta sẽ nhận ra được ta còn đôi mắt để nhìn được người ta thương và người thương ta. Ta còn được đôi tai để lắng nghe những lời yêu thương ấy. Ta còn tim để mà nuôi dưỡng sự sống này. Ta còn hơi thở để vào ra và trải nghiệm cuộc đời. Ta còn đôi chân để dẫn mình đi đến những cái nơi mà mình chưa hề biết. Ta còn cả một cuộc đời để trải nghiệm kia mà. Có phải là khi ta hiện diện ở đây, ta mới nhận ra mình có cái răng để mà nhai được một miếng ăn ngon lạnh? Có phải ta còn ở đây, ta mới nhận ra được những thứ rất nhỏ nhặt của người ta thương cực khổ lắm mới có được để tặng cho ta, như là bộ đồ ta mặc, đôi dép ta mang, cái mũ, cái nón, sách vở, học hành, bạn bè, vợ chồng thương yêu mà ta có? Nếu ta không hiện diện ở đây, ta làm sao ta nhận ra được những gì tuyệt vời mà mất công mất sức vô số bao nhiêu kiếp ta mới có được thân người này, và bao nhiêu nhân duyên hội tụ ta mới có được người đã thương đó, và ta có những thứ mà họ tặng cho ta cũng như ta tặng cho họ? Nếu ta không hiện diện đây thì làm sao ta nhận ra được những thứ tuyệt vời đó chứ? Ước gì ta có thể tặng được cái vầng trăng là cái ánh sáng trí tuệ này cho anh, để anh nhận ra những thứ mà anh đã có đủ để hạnh phúc rồi. Ước gì. Ôi, anh không nhận ra được. Anh là một kẻ đuổi hình bắt bóng, lang thang đi tìm hạnh phúc, như là một kẻ cùng tử đi ăn xin tội nghiệp nọ mà trong kinh Pháp Hoa ví dụ. Kẻ cùng tử ấy là con của một trưởng giả, Ngài đã gắn vào trong vạt áo một hạt minh châu mà anh không lấy ra xài, vì vậy anh không có biết gì những gì anh có. Bây giờ anh chỉ cần lấy ra xài thôi là anh sẽ thấy được những gì anh có là đủ làm cho anh hạnh phúc. Anh có một cái đồng hồ mà anh không biết xài nó thì anh lúc nào cũng trễ giờ. Anh có một cái tự tánh mà anh biết dùng nó thì lúc nào anh cũng đi tìm cái thứ mà không phải của anh. Chúa dạy rằng if as first you able to get into the heaven, then everything else automatically we add it later. Nó có nghĩa rằng nếu như bạn có khả năng lên đến thiên đường thì mọi thứ cần thiết sau đó sẽ tự động thêm vào. Thiên đường là cái gì? Là cái sự có mặt hiện diện ở đây và bây giờ. Cái sự hiện diện đó chính là thiên đường. Chính cái sự hiện diện đó nó sẽ làm cho ta nhận ra toàn bộ những thứ mà ta có. Tức là những thứ đó tự động thêm vào. Nếu ta không nhận ra thì ta có thêm một điều khác, ta có thêm một người mới. Những người khác, những điều mới đó họ cũng sợ ta lắm, bởi vì ta đã từng là kẻ phản bội với những người đến với ta, những thứ đến với ta. Vậy ta có mà ta không trân trọng những thứ khác, những người khác, làm sao ta dám tới chứ, phải không nào? Và cách mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta là hãy là vầng trăng ấy thì ta sẽ là kẻ giàu có. Đừng châm bẩm vào một thứ mà vầng trăng ấy sáng chiếu soi. Hãy là vầng trăng là cái sự chánh niệm, là sự tỉnh thức, là sự có mặt, thì ta sẽ thấy được mọi thứ. Và mọi thứ ta thấy không giới hạn vào một thứ gì cả, thì đó là sự giàu có vô cùng tận. Buồn ta biết thì cái buồn đó là tài sản của ta. Vui biết cái vui đó là tài sản của ta. Giàu biết, nghèo biết, có người yêu biết, không có người yêu biết,
Có bạn bè biết, không có bạn bè biết, cô đơn biết, hạnh phúc biết, sầu muộn biết, đau khổ biết, vui vẻ biết. Tất cả những cái gì mà ta trải nghiệm đó, ta đều biết. Thì cái biết của ta, nó không có dính vào một thứ nào cả. Cho nên nó sở hữu tất cả những gì đến để nó trải nghiệm. Thì cái biết đó, cái vầng trăng sáng ấy, là cái thiên đường nọ, là sự có mặt ở đây và bây giờ, chính là cái sự giàu có bất tận. Một người như vị thiền sư sống cô độc như là một con người giữa rừng sâu, nếu không có cái sự giàu có, cái sự hạnh phúc nào đó thì chắc cô đơn chứ làm sao sống nổi, cô đơn chết mất thôi. Nhưng mà ở đây ngài hạnh phúc, cái hạnh phúc mà ngài cảm thấy tự thân một cách tuyệt vời mà không cần có nhu cầu được sự đồng ý của ai cả. Khi mà ta hạnh phúc mà ta cần một sự công nhận của ai đó thì đó là một sự hạnh phúc bệnh hoạn, bằng cách so sánh người thấp hơn ta hay người cao hơn ta. Cái người giàu có nhất cái trên đời này không phải người ta có những gì mà tốt đẹp nhất, nhưng mà người ta có khả năng sử dụng một cách tốt đẹp nhất những gì họ có. Vị thiền sư sử dụng một cách tốt đẹp nhất những gì mà thân tâm ngài, như là những tài sản của ngài. Ít nhất ngài vẫn còn cái thất kia, vẫn còn vầng trăng nọ và cả vũ trụ và thế gian này. Nhưng anh chàng kia có nhưng mà không sử dụng một cách tốt nhất. Vấn đề không phải ta có bao nhiêu, mà vấn đề ta thưởng thức bao nhiêu, ta sử dụng bao nhiêu những gì ta có, nó mới đem đến cho ta sự giàu có và hạnh phúc. Bất kỳ ai trên đời này cũng có thể làm cho ta giàu có và hạnh phúc bằng cách làm một điều gì đó đặc biệt cho ta. Nhưng nếu ta có một cái gì đó đặc biệt, một con người gì đó đặc biệt, một khoảnh khắc gì đó đặc biệt, thì cái đó nó làm cho ta hạnh phúc mà ta không cần làm gì cho nó và nó cũng không cần làm gì cho ta cả. Nếu mà có một người nào đó đặc biệt đối với ta thì ta chỉ cần ở bên cạnh người đó thôi là đủ hạnh phúc rồi, phải không nào? Ta đâu cần làm gì và họ cũng cần làm gì. Như vậy mỗi khoảnh khắc của đời sống là đặc biệt, mỗi con người là đặc biệt, mỗi phút giây mà và sự hiện hữu ở trong mỗi phút giây đó là đặc biệt. Ta đâu cần làm gì. Dĩ nhiên không phải không ngồi rồi trong ý nghĩa này, nhưng không tạo tác bằng cái tâm quá lo sợ, không hối tiếc bằng cái tâm quá ân hận cho tương lai và quá khứ kia. Trước khi kết thúc mẫu chuyện, con xin có một mẫu chuyện ngắn. Vì cha già dẫn một đứa con đi về vùng quê để trải nghiệm cái khó khăn của người dân thôn quê sống cực khổ trong cái nghèo khó của họ, để mà người con có cái sự so sánh mà trân quý những gì sự giàu có người cha chuẩn bị truyền trao á. Về một cái thôn nghèo nhất, ở đó 2-3 ngày trải nghiệm xong, trên đường về lại nhà, người cha mới hỏi người con: chuyến đi thế nào con? Tuyệt vời ba hà. Con đã thấy đó, sự nghèo khó nó cực khổ đến cỡ nào. Đúng rồi ba, đúng là sự nghèo, đúng là thật sự nghèo khó. Con hãy chia sẻ cho ba nghe cảm nhận của con đi nào. Con thấy ba, mình có một con chó nhé, họ có 4 con. Mình có một cái hiên, cái mái hiên nhỏ nhỏ phía trước, họ có cả một bầu trời bao la. Mình có một cái hồ ở phía trước để bơi, họ có cả một dòng sông dài bất tận. Mình phải treo những lồng đèn ở trước nhà thì họ có cả vạn sao lấp lánh lung linh vào mỗi đêm ấy. Mình phải đi mua thức ăn mỗi ngày mà họ làm thức ăn mà còn đi biếu tặng. Mình phải có những cái hàng rào xung quanh để bảo vệ, họ có những người thương yêu, họ hàng lối xóm để chở che và nâng đỡ, bảo trợ nhau. Mình phải có những người làm để giúp việc, còn họ đi giúp việc người khác. Thực sự mình nghèo lắm ba. Người ba chân hững, không biết nói gì được nữa. Người ba tưởng là mình dạy con, không ngờ người con là dạy mình. Người con ấy sau này trở thành vị thiền sư kia. Và người con nói tiếp: có lắm lúc vì lòng tham, phải không ba? Con người chúng ta quên những gì ta đang có để chạy theo những gì không đang có ở đây. Những gì ta có, nó có thể là khát khao của người khác đó, phải không ba?
cái hạnh phúc của mỗi người nó tùy thuộc vào cái nhìn của họ. Thôi thì đừng lo lắng quá, đừng sầu muộn đợi trong quá ba nhé, để hướng tới những gì ở tương lai kia mà vô tình ta đánh mất những gì hiện tại, cái mà ta mất công mất sức, tình thương lớn lao, nhân duyên đầy đủ thù thắng lắm mới có được, mà ta vô tình để nó lạc trôi. Ta không có những gì ở đây thì làm sao những gì không có ở đây mà ta có được, phải không ba? Ta không hạnh phúc được với những gì hiện tại thì làm sao những gì mà không có hiện tại thì ta làm, ta hạnh phúc đây, ta chỉ tưởng tượng mà thôi, chỉ đuổi hình bắt bóng. Vậy ta có thể chọn một ngày của đời sống 24 tiếng đồng hồ là một kẻ giàu có để hiện hữu bằng cách thực tập thiền tứ niệm xứ, đi biết, đứng biết, hít biết, thở biết, ngồi biết, nằm biết. Như vậy mỗi cái mà ta biết đó là mỗi cái thứ tài sản của ta. Cái thân này là tài sản quý giá vô cùng. Ta vui biết, ta buồn biết, cảm thọ nóng lạnh biết của cái thân và cảm thọ đau khổ hạnh phúc của cái tâm ta biết, thì cả một tài sản lớn của cái cảm thọ ta có. Suy nghĩ đông tây nam bắc, chuyện này chuyện nọ, hoạch kế hoạch, hoạch định kế hoạch, hay hồi tưởng quá khứ, học hành kiến thức vân vân, tất cả những cái gì của cái tâm biểu hiện lên ta biết, tức là ta có một tài sản lớn của cái tâm. Và những gì ta học hỏi được mỗi ngày, vạn pháp vận hành vô thường vô ngã, khổ không giải thoát, toàn bộ những gì mà ta trải nghiệm là vạn pháp ấy, là tài sản của ta, thân thọ tâm pháp. Cái biết của ta là cái thứ mà chân thật ta là, còn những thứ mà ta biết như vầng trăng kia rọi xuống những gì mà nó thấy, thì tài sản của ta là vô cùng tận. Hãy thực tập thiền, hãy có mặt ở đây và bây giờ, ta sẽ thấy mình đủ đầy để hạnh phúc. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Đó là những gì con trải nghiệm, đã trải nghiệm, đang trải nghiệm và tiếp tục trải nghiệm. Mong mỏi được chia sẻ và mong mỏi được lắng nghe từ những trải nghiệm của chư vị thiền hữu tri thức, từ những cái nhìn nhận đa chiều khác qua đời sống cũng như qua mỗi chuyện con chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.